Và ngay tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của đội thi xã Liêm Túc. Và sau phần dự thi của xã Liêm Túc thì xin mời đội xã Liêm Sơn cũng sẽ chuẩn bị ạ. Mời các bạn ra đây cùng ca cùng hát với đội chúng tôi nào. Xin mời. Chúng ta thấu hiểu lòng dân, ta yêu dân là ta yêu tổ quốc. Ta đến với dân vui buồn khuya sớm, dân đói dân no ta cùng chia sẻ. Cán bộ dân vận phải xứng đáng với dân, dân tin dân yêu dân thương và dân nhớ. Mỗi bước ta đi gấp gành sỏi đá, hối thúc trong tim những lời bác dạy. Cán bộ dân vận phải óc nghi mắt trông, tai nghe chân đi miệng nói tay làm. Rồi, mời đội ta lên đây, chúng ta cùng chào khán giả. Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể hội thi, chúng tôi là những thành viên đến từ đội thi xã Liêm Túc. Xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội thi dân vận khéo huyện Thanh Liêm năm 2024, đội thi xã Liêm Túc gồm 5 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Đại, bí thư đoàn xã, đội trưởng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, bí thư chi đoàn trường mầm non. Đồng chí Lê Thị Thuận, công chức hộ tịch xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, bí thư chi đoàn thôn Đông, thôn Tháp. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Kính thưa quý vị, xã Liêm Túc nằm ở phía đông nam của huyện Thanh Liêm với tổng diện tích đất tự nhiên là 638,21 ha, dân số 6.125 nhân khẩu. Nói đến Liêm Túc, chắc hẳn quý vị sẽ biết đến một vùng văn hóa dân gian liễu đôi với một kho tàng thơ ca, chuyện cổ, hò vè, ca ngợi về võ vật, về vẻ đẹp của người lao động cũng như tình yêu đôi lứa. Nghìn năm võ vật đua tài, vạn năm sông rộng núi dài tổ tiên, cho ta mảnh đất thánh hiền, ai hay lễ hội thánh tiên thì về. Trong những năm qua, xã Liêm Túc là một điểm sáng trong phong trào mô hình dân vận khéo ở cơ sở, luôn gần dân, lắng nghe dân và chăm lo đời sống cho nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no và hạnh phúc. Đặc biệt, phong trào thi đua dân vận khéo thể hiện rõ nét vai trò trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đó là thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội, sức người, sức của, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Kết quả cụ thể đã được ghi nhận vào năm 2023, xã Liêm Túc đã về đích nông thôn mới nâng cao.
Từ phong trào dân vận trên địa bàn xã Liêm Túc đã có hàng trăm mô hình phát triển dân vận ra đời và phát huy hiệu quả như khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, ngày thứ sáu không hẹn, ba giảm bốn giữ, phân loại rác tại nguồn, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thắp sáng đường quê. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, người cán bộ dân vận khéo phải có óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói và tay làm. Đảng bộ và nhân dân xã Liêm Túc luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. Xã Liêm Túc khoác lên mình một diện mạo mới, kinh tế xã hội phát triển, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đội Liêm Túc xin được gửi tới hội thi lời chào đoàn kết thành công. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Chúc hội thi dân vận khéo huyện Thanh Liêm năm 2020.